Thưa quý vị, nhằm giúp các em thiếu nhi, nhắc là những em đang được chữa trị dịch bệnh COVID-19, có một mùa trung thu ý nghĩa và ấm áp. Chiều nay, Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Tại Bệnh viện Giải chiến Ký túc xá phía Tây thành phố và Bệnh viện Giải chiến Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã hỏi thăm tình hình các em, chia sẻ với gia đình các em và gửi lời chúc các em một mùa trung thu vui vẻ và mau chóng khỏe bệnh trở về đoàn tụ với gia đình. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Mong muốn các cơ sở y tế tiếp tục điều trị, quan tâm, chăm sóc cho các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhi. Thay mặt cho các bệnh nhi, lãnh đạo các bệnh viện chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố đến với các bệnh nhân mắc Covid-19 và hứa sẽ cố gắng tận tâm, tận lực điều trị cho các em thiếu nhi. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Giải chiến Ký túc xá phía Tây đang điều trị cho 184 bệnh nhi Covid-19, 11 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Giải chiến Hòa Vang.